Để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập bổ sung Đặng Văn Lâm. Đây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Đặng Văn Lâm trong màu áo đội tuyển quốc gia sau 2 năm kể từ trận đấu với Thái Lan hồi tháng 11 năm 2019. Trước đó, anh không thể góp mặt trong 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup do bận thi đấu tại G-League cùng câu lạc bộ Cerezo Osaka. Đã lâu rồi không gặp anh em ở trong đội tuyển. Thì hôm qua đã gặp mọi người ở sân bay trước khi sang Ả Rập Xê Út. Thì cảm xúc thì rất là vui vẻ. Anh em trong đội cũng có rất là nhiều chuyện vui để kể cho nhau, tâm sự. Nên Lâm cảm thấy rất là vui. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 2 buổi tập luyện tại Ả Rập Xê Út. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo gặp một vài bất lợi bởi thời tiết và chênh lệch múi giờ. Tuy nhiên, các cầu thủ đều cố gắng thích nghi với điều kiện. Đây cũng không phải là khó khăn của cá nhân Lâm mà là khó khăn của toàn tập thể. Bởi vì múi giờ ở Việt Nam cũng khác so với múi giờ ở Ả Rập Xê Út. Nhưng mà các cầu thủ chuyên nghiệp như chúng tôi cũng rất là quen với điều kiện phải đi thi đấu ở các nước. Và chúng tôi cũng biết làm sao để mà có thể thích nghi nhanh nhất có thể. Ở vị trí khung thành của đội tuyển Việt Nam là cuộc cạnh tranh hấp dẫn giữa Đặng Văn Lâm và Tấn Trường. Trước đó, thủ thành câu lạc bộ Hà Nội đã có màn trình diễn khá tốt trong 3 trận lượt cuối cùng ở vòng loại thứ 2 trên đất UAE. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu thầy Park sẽ lựa chọn Văn Lâm hay Tấn Trường cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam. Đối với tôi thì mỗi lần mà được khoác áo đội tuyển quốc gia, đó mới là động lực lớn cho tôi tập trung tối đa trong những buổi tập. Và mong muốn của tôi là cống hiến những gì tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Còn về việc thi đấu được hay không là do huấn luyện viên trưởng. Trước một đội bóng rất mạnh là Ả Rập Xê Út, thủ môn Văn Lâm đã có những đánh giá rất khách quan và tôn trọng đối thủ. Chỉ cần nhìn họ đã tham dự World Cup, những kỳ World Cup thì cũng đã hiểu được cái tầm đẳng cấp của họ. Nên ở đây cũng không cần phải nói gì nhiều về đối thủ, biết là họ rất là đẳng cấp. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022 với đội tuyển Ả Rập Xê Út vào lúc 1 giờ ngày 3 tháng 9. Hy vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian vừa qua, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đạt được kết quả tốt trước đại diện của Tây Á.